Vào cuối năm 2008, chùa Kim Long tại chợ Lách của tỉnh Bến Tre thuộc Tây Nam Bộ Việt Nam đã dấy lên một tin đồn tâm linh từ những người đi cúng chùa. Chính là tại đây có một bức tượng Quán Thâm Bồ Tát mà dân gian quen gọi là Phật Bà Quan Âm hay Phật Mẹ Quan Âm. Bức tượng này biết cử động nhúc nhích và thậm chí là phát ra ánh hào quang rực rỡ. Tin tức lập tức truyền đi rất nhanh, khiến cho rất nhiều người tò mò tìm về cúng kiến, quyết đợi đến khi nào nhìn thấy tượng mẹ cử động. Thậm chí có người đợi cúng đến tận 12 giờ khuya, và nhất là vào những ngày cúng địa mẫu như là mùng 8, 18 và 28 âm lịch, thì lượng khách đổ về rất lớn, khiến cho tình hình an ninh trật tự ở một ngôi chùa nghèo thuộc miền quê xa xôi bỗng chốc trở nên bất ổn. Người ta tới cúng cầu nguyện và cho rằng đến đây dường như cầu gì thì sẽ được đó. Và cũng từ đây, chùa Kim Long đã mang một cái tên gọi mới, chính là chùa Ước Bến Tre. Và tượng Phật Quán Thâm Bồ Tát trước sân chùa, người ta cũng gọi đây chính là Phật Bà Nhúc Nhích. Đó chính là câu chuyện của mấy năm về trước. Còn ở thời điểm hiện tại thì ra sao? Ở video này, Sala TV sẽ chia sẻ thực tế nhất về bối cảnh của chùa Kim Long khi mà Sala đến thăm vào ngay dịp lễ vía Quán Thâm Bồ Tát của tháng 6 âm lịch năm nay. Quý vị đừng bỏ qua video này, hãy xem tiếp để biết thêm thông tin về sự thật của chùa Ước Bến Tre nhé quý vị. Sala gửi lời chào đến quý vị khán giả của YouTube Sala TV. Hôm nay Sala ngồi ở đây chính là ở phía trước sân của tượng Quán Thâm Bồ Tát. Và ở đây quý vị chiêm bái pho tượng này chính là pho tượng của Quán Thâm Bồ Tát ở tại chùa Kim Long thuộc huyện Chợ Lách của tỉnh Bến Tre, mà người dân trong mấy năm gần đây còn có một cái tên gọi khác cho chùa Kim Long, đó chính là chùa Ước, và Phật Quan Âm nơi này người ta gọi là Phật Bà Nhúc Nhích. 2 năm trước Sala có về đây để quay video và kể câu chuyện về Phật Nhúc Nhích cho quý vị. Và 2 năm sau cũng vào dịp vía Quán Thâm Bồ Tát, nhưng mà ngày hôm nay Sala đi sớm hơn, trở về đây sớm hơn 2 ngày để viếng mẹ. Và một cái khung cảnh của ngày hôm nay đó là nhà chùa đang trong quá trình xây dựng, ngôi chánh điện đã được dựng lên. Và Sala nhìn thấy bản vẽ thì ngôi chánh điện rất là khang trang, và cũng mong là khoảng thời gian sắp tới, trong khoảng cuối năm hoặc là qua năm sau, thì chùa Kim Long được xây dựng hoàn thành. Lúc này Sala về đây để tiếp tục quay video và giới thiệu đến cho quý vị một ngôi chùa Kim Long, một ngôi chùa Ước Bến Tre trong một diện mạo mới nhất là sau khi được hoàn thành. Còn ngày hôm nay nhân cái chuyến mà Sala về đây để viếng Đức Quán Thâm Bồ Tát tại chùa Kim Long, thì mình sẽ nhắc lại câu chuyện vì sao mà dân gian người ta gọi nơi này là Phật Bà Nhúc Nhích hay là chùa Ước Bến Tre. Chùa Kim Long ban đầu là một nơi, một thảo am thôi, một nơi để mà tu hành tại gia đó quý vị. Dựng tại đây một thảo am đơn sơ vào năm 1968, và sau năm 75 đến năm 1980 đó thì ngôi chùa đã chính thức gia nhập vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sư cô trụ trì hiện tại là sư cô Thích Tử Như Phước, sư cô Phước. Vào khoảng năm 2010 đó quý vị, thì lúc này là nhà chùa đang làm một cái lễ, đó là làm lễ quý kỵ cho hai vị sư cô trong chùa. Lúc này Phật tử về đây rất là đông, trong đó có một đoàn Phật tử từ thành phố Hồ Chí Minh về đây để cúng dỗ tổ, rồi nghỉ lại qua đêm ở đây. Thì buổi chiều ngày hôm đó có một đám trẻ trong nhóm Phật tử đó đi ra ngoài đây chơi đùa, đám trẻ chạy qua chạy lại vậy đó quý vị, chạy vòng vòng xung quanh tượng của Quán Thâm Bồ Tát. Thì bất thình lình mấy đứa nhỏ la lên là Phật Bà Nhúc Nhích cử động, rồi nó thấy hào quang nữa chiếu ra từ mẹ Quán Thâm Bồ Tát. Thì người dân ở đây người ta súng lại người ta coi. Thì lúc đó khi mà người lớn tới thì người ta không có thấy, nhưng mà quý vị biết rồi, trong dân gian của mình người ta tin trẻ em lắm. Tại vì trẻ em là một cái điều gì đó nó rất là ngây thơ, hồn nhiên và nó trong sáng. Khi nó gặp điều gì thì nó sẽ nói lên điều đó, cho nên người ta tin trẻ em. Từ đó tin đồn được truyền ra. Đây là lời đồn thôi quý vị, còn thực tế thì không có việc này, chỉ là qua lời đồn. Người ta nói Phật Bà ở đây tượng nhúc nhích, rồi người ta lại truyền mệnh miệng đó là nếu như ai ở đây mà quỳ bái ở đây, thành tâm khẩn cầu, thì đôi khi sẽ thấy Phật mẹ nhúc nhích, chớp mắt, nhiều câu chuyện lắm. Nhưng mà theo xác minh của nhiều người, và thậm chí có những người hỏi cả sư cô Phước cũng như là chánh quyền ở đây, thì người ta xác nhận là không có chuyện đó. Đó là một cái tin đồn thất thiệt thôi. Cũng có người dân người ta kể là tại đây có thể là người ta lý giải đó là do đây là vùng đất Cù Lao, cho nên nền đất ở đây rất là yếu. Chính vì vậy mà khi mà xe tải chạy ngang quốc lộ 57 này nè, thì nó tạo nên một cái chấn động nhẹ. Thì có thể là trong cái thời điểm đó mấy đứa nhỏ lại đi chơi, thì đột nhiên pho tượng cử động. Thì ở đây quý vị có thể thấy là pho tượng của Phật mẹ Quan Âm nhỏ thôi, không lớn lắm, tầm khoảng 1 thước 2 thôi quý vị. Đó, cho nên là khi mà xe tải bên ngoài mà chạy ngang á, thì nó sẽ tạo nên hiện tượng cử động. Sau khi những đứa trẻ ở đây tung cái tin đó ra, thì nhiều người tập hợp về đây. Thì trong đó có những người về đây, người ta thường cầu xin và ước một điều gì đó để Bồ Tát Quan Âm ban cho họ. Có nhiều chuyện lắm, nhất là những người buôn bán đất đai, những người làm cò đất đó quý vị, thì thường về ngôi chùa này họ cầu Quan Âm. Thì họ nói là khi họ bán không được miếng đất nào, họ về đây họ cầu là họ sẽ bán được miếng đất, nhà cửa gì đó. Nhất là những người bất động sản là thường về đây. Cho nên quý vị nhìn thấy ở chùa Kim Long đó, xe hơi nhiều lắm, mấy người bất động sản về đây rất là nhiều. Bên cạnh đó cũng có những người họ mê mẩn số đề, họ về đây họ cầu số đề quý vị, họ nói họ trúng. Thì từ đó, từ cái giai đoạn năm 2010 cho đến ngày hôm nay là đã là rất là lâu rồi, đã là mười mấy năm rồi. Và chùa Kim Long từ đó cũng đông đúc lắm, đông nhất là những ngày mùng 30, mùng 1, 14, 15 và đặc biệt là mùng 8, 18, 28. Người ta quan niệm là những ngày đó, những ngày người ta đi viếng mẹ. Thực sự ra những ngày đó là những ngày vía của Địa Mẫu, nhưng mà không hiểu từ đâu người ta đồng điệu Quán Thâm Bồ Tát với lại Địa Mẫu Nguyên Quân, rồi người ta lấy cái ngày đó người ta đi viếng mẹ Quan Âm. Đó là những câu chuyện mà Sala thuật lại cho quý vị sau một thời gian mình sưu tầm được, và giải thích vì sao tại đây có một cái tên đó là chùa Ước Bến Tre. Bởi vì ngôi chùa theo dân gian người ta cho rằng đến đây ước gì được đó, và người ta gọi Quán Thâm Bồ Tát tại đây đó chính là Phật Bà Nhúc Nhích. Là tại vì từ cái câu chuyện những đứa trẻ nó giỡn và nó la lên là thấy tượng Phật cử động đó, nhúc nhích đó quý vị, và phát hào quang. Nhưng mà tính tận ngày hôm nay mười mấy năm rồi chưa có ai gặp lại quý vị, và cũng chưa có ai thấy là Phật nhúc nhích bao giờ. Đó là câu chuyện truyền miệng. Ngày hôm nay một lần nữa rất là hữu duyên, trên con đường hành trình về các cảnh chùa của Tây Nam Bộ Việt Nam, Sala dừng lại chùa Kim Long đến huyện Chợ Lách này, gửi đến quý vị hình ảnh mới nhất về chùa Kim Long, một ngôi chùa đang trong quá trình được trùng tu xây dựng, một diện mạo mới nhất sắp sửa được hoàn thành. Đó cũng là một cái điều rất là vui mừng cho sư cô Phước, sư cô Như Phước, khi mà sư cô về đây hoằng hóa Phật pháp và tiếp nối các vị trụ trì của năm xưa. Nhưng mà ngày hôm nay sư cô về đây và cất lên một ngôi chùa khang trang, không còn cảnh tạm bợ như ngày xưa, thì một cái điều đó rất là hoan hỷ. Và Sala qua kênh này mừng thay cho sư cô, chúc sư cô luôn luôn lúc nào cũng nhiều sức khỏe để mang Phật pháp đến cho vùng đất của huyện Chợ Lách này, và bà con nơi đây cũng từ đó mà ánh hào quang của Phật pháp sẽ độ được cho tất cả những người đến đây cầu những điều bình an tốt đẹp và cầu xin những điều cho bản thân mình. Đó chính là những điều Sala gửi gắm nhất đến cho quý vị trong video ngày hôm nay. Và qua đây cũng cảm ơn quý vị đã xem video này, đã hành trình cùng Sala trong suốt thời gian vừa qua. Trên con đường mình đến các cảnh chùa, gieo duyên bằng cách thâu hình, kể lại cho quý vị nghe những câu chuyện xoay quanh về ngôi chùa, cũng như là đưa hình ảnh Phật pháp gửi đến cho quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị thật nhiều, và hẹn được tái ngộ với quý vị khán giả trên kênh Sala TV trong những video tiếp theo sẽ được đăng tải tiếp theo quý vị nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu ni Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.